Bạn đang nghe Be The Storyteller và tôi là Hồng Phượng, host của chương trình, một voice talent yêu sách, đam mê giọng đọc, yêu những gì truyền cảm hứng tích cực giúp phát triển bản thân. Be The Storyteller, đón nhận năng lượng tích cực qua những câu chuyện Hồng Phượng kể nhé. Be The Storyteller, be the best version of yourself. Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Hồng Phượng, Be the Storyteller. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an, cũng như là một tuần mới, một tháng mới thật nhiều niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết cũng đã chuyển sang cuối thu rồi, à, những cơn mưa bất chợt thường xuất hiện nhiều hơn để thế chỗ cho những cái nắng trong trẻo của mùa thu với cái thời tiết như thế này thì khi đi ra đường các bạn nhớ là nên mang theo áo mưa nha để đề phòng những cơn mưa bất chợt những cơn rông của những ngày cuối thu và với một cái chút xe xe lạnh như thế này thì trời ơi cảm giác vô cùng ấm áp khi mà được bên nhau nhâm nhi một tách cà phê hàn huyên những câu chuyện tận hưởng cái không khí xe xe dịu dịu của mùa thu đúng không nào cũng như là à, cùng nhau tâm sự hay là ôm ấp nhau trong một cái chăn mỏng mỏng thôi xong rồi bật quạt hoặc là điều hòa thì vẫn để man mát, mát một chút trời cảm giác vô cùng là thú vị đấy các bạn ạ và trong những lúc thư giãn hay là vui vẻ như vậy thì đừng quên bật podcast Be The Storyteller lên để chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ với nhau những câu chuyện, những quan điểm sống vô cùng thú vị các bạn nhé. Quay trở lại với chủ đề của số podcast thứ 15 ngày hôm nay. Đó chính là một chủ đề mà mình đã ấp ủ bấy lâu rồi và tin chắc rằng các bạn cũng sẽ thích nó. Sống với hiện tại. Sống với hiện tại tuy là một khái niệm không mới nhưng mà là một khái niệm dễ quên và rất nhiều người trong cuộc sống hối hả bận rộn này chúng ta quên đi mất điều đó. Theo các bạn sống với hiện tại là gì? Theo mình thì sống với hiện tại đó chính là với từng phút, từng giây trong hiện tại bạn đang đối diện với điều gì, bạn đang sống trong một cái không gian như thế nào, bạn đang ở bên cạnh ai thì hãy tận hưởng 100% năng lượng với những cái điều đang diễn ra xung quanh mình. Gạt bỏ hết những suy nghĩ về quá khứ cũng như là viển vông mơ mộng tới tương lai hay là bất kỳ một công việc bận rộn nào đang làm bận tâm, dối trí bạn. Hãy lãng quên một chút tất cả những điều đó tất cả những bận rộn thường nhật để tận hưởng giờ phút ở bên cạnh người thân bên cạnh bạn bè tận hưởng cái không khí vui vẻ hay là chia sẻ nỗi buồn cùng với một người bạn của mình hãy sống trong những cái giờ phút hiện tại đó dù chỉ là tận hưởng mùi hương của một bông hoa hay là âm thanh du dương của một bản nhạc thôi mình thì có một cái niềm yêu thích vô cùng đặc biệt đối với nhạc cổ điển Và thời còn sinh viên ý, thì mình nhớ là mình hay săn cái vé Giá vé dành cho sinh viên của VNSO Thường giảm 50% cho những ai có thẻ sinh viên Và thời đó thì một vé đi xem hòa nhạc ở ghế hạng B hoặc là hạng C Thì nó chỉ vào khoảng 250 đến 300 ngàn đồng và nhờ có thẻ sinh viên thì mình sẽ thường mua những ghế đó với giá chỉ khoảng 150.000 đồng. Thật là tuyệt vời phải không nào? Và với cái giá trị như vậy trong một buổi hòa nhạc khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, trời ơi, trao ôi là thích, mình uh, phải tận hưởng những cái phút giây đấy. Mình trân trọng từng cái buổi hòa nhạc một, khi mà mình đến đấy, mình bỏ quên hết tất cả mọi thứ ở trong đầu, không nghĩ đến cái gì cả. Kể cả những cái mối bận tâm, những kỳ thi cử, mình sắp xếp thời gian để hoàn thiện nó vào lúc khác Và mình dành thời gian để tận hưởng cái buổi hòa nhạc đấy Khi mà đã đến cái buổi hòa nhạc đấy rồi Thì sống 100% năng lượng và cảm xúc Với từng nốt nhạc Với cái sự thể hiện vô cùng điêu luyện Chuyên nghiệp và nhiệt tâm Của những người nghệ sĩ ở trên sân khấu Đừng lên dành cho họ một trang pháo tay không ngớt Và tận hưởng cái không gian Trong nhà hát lớn Với những âm thanh du dương Của những bản nhạc đẳng cấp quốc tế Trời ơi, vô cùng tuyệt vời các bạn ạ. Mình có một cái quan niệm sống đó là gì? Hãy sống và làm bất cứ điều gì mà bạn muốn, miễn là đừng bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Chính vì thế nên khi có cơ hội để thực hiện bất cứ điều gì mà mình cho rằng nó sẽ là điều mà mình vô cùng trân quý, thì mình sẽ bằng mọi giá thực hiện điều đó bằng được. Và cái ngày ấy, ấy mình đã sống với một cái trái tim đầy nhiệt huyết như thế để có thể tận hưởng được từng phút giây trong hiện tại với những bản giao hưởng. Quay trở lại với chủ đề sống với hiện tại của chúng ta thì đây là một câu chuyện có thể là không mới, có thể các bạn từng đọc ở đâu đó rồi, nhưng đây là một chủ đề mà mình phải nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở nhau điều này. Bởi cuộc sống của chúng ta có quá nhiều những thứ cám dỗ xung quanh hoặc là những mối bận tâm khiến cho chúng ta đôi khi Đánh mất mình, đánh mất chính mình trong hiện tại. Mang chính cái bản thân mình trôi về quá khứ hoặc là bay đến tương lai. Ví dụ như là có một hôm nào đó mà bạn gặp một chuyện bất bình, cãi nhau với sếp hoặc là đồng nghiệp chẳng hạn, và cái cảm giác bức xúc khi mà đang tranh luận đấy ạ, thì chúng ta tất nhiên là phải kiềm chế ở nơi công cộng đúng không? Nhưng mà nó không nguôi ngoai trong lòng bạn. Nó vẫn theo bạn tới tận buổi tối khi bạn đi về nhà rồi thì trong bữa cơm với gia đình bỗng dưng bạn cảm thấy cơm chẳng ngon gì cả con cái sau này hư thế ăn uống thì chậm chạp lề mề nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt vì tâm trạng của bạn đang rất khó chịu và câu chuyện mà bạn bận tâm trong lòng lúc này đơn giản chỉ là câu chuyện mà mình đã bức xúc với ông sếp như thế nào mình đã cãi tay đôi với đồng nghiệp ra sao sao mà cái thằng trai máu thế sao mà cái con bé ghê gớm thế và chúng ta đã để quên mất tâm trí của chúng ta sống với những phút giây trước đó. Đó, sống với hiện tại chỉ đơn giản là như vậy thôi. Có lẽ phút giây đó, vợ bạn, con bạn, chồng bạn đang rất mong được gặp bạn sau một ngày bận rộn và họ chỉ muốn trao cho bạn những ánh mắt chiều mến, một bữa cơm ngọt ngào, ngon lành, có đầy đủ thành viên trong gia đình và quan tâm tới nhau, cười vui với nhau chứ không phải là một gương mặt căng thẳng, nặng nề và những lời chỉ trích. Vậy thì khi chúng ta đánh mất bản thân mình ở hiện tại, tức là chúng ta cũng tước đi những niềm vui của những người thân xung quanh mình đấy các bạn ạ. Chính vì thế nên nếu như chúng ta có thể duy trì được cảm giác sống với hiện tại, quên đi hết những cái bức xúc, những cái câu chuyện bận tâm khác để tập trung vào cái cơ hội, cái thời gian mà chúng ta đang được ở bên cạnh người thân hay là đang làm một cái điều gì đó như là cắm bông hoa, chăm sóc một uh, chú mèo thì chúng ta hãy trân quý từng cái giá trị trong những phút giây đó, chúng ta sẽ sống 100% năng lượng với hiện tại. Và các bạn có biết không, đó cũng là cách để chúng ta tiết kiệm thời gian nhiều nhất để chúng ta có thể tối đa hóa được công việc, năng suất của mình trong một ngày nhiều nhất đấy các bạn. Vâng, đó là tất cả những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ mà Hồng Phượng muốn chia sẻ cái ý kiến riêng của mình cho mọi người thôi. Còn bây giờ thì không lan man thêm nữa, mình xin được phép trích dẫn. Một câu nói vô cùng nổi tiếng và hay của nhà văn Mark Twain định nghĩa về hiện tại. Nhà văn nổi tiếng Mark Twain đã từng nói, tôi đã từng trải qua những phút giây tăm tối và khó khăn nhất trong cuộc đời, những điều tưởng chừng như không bao giờ xảy ra nhưng chúng đã thật sự xảy ra với tôi. Vì thế, tôi không còn ngần ngại hay lần tránh điều gì nữa, cũng như không ôm chặt quá khứ hay lo nghĩ về tương lai. Điều gì đến, ắt sẽ phải đến. Hãy sống hết mình trong phút giây hiện tại, những nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền bù xứng đáng. Vâng, trong Phật pháp thì cái quan niệm mà sống với hiện tại còn có một cái tên khác, đó là sống trong chánh niệm chánh niệm là một trong tám chi phần quan trọng của bát chánh đạo là sự tỉnh giác, không quên niệm, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn, biết rõ những gì phát sinh ngay trong mỗi giây phút của hiện tại, bây giờ và ở đây. Chánh niệm là sự biết rõ được những gì đang có mặt, đang xảy ra. Chánh niệm là sự ý thức, chú tâm từng giây từng phút đến những gì đang xảy ra quanh và trong ta. Thực hành chánh niệm bao gồm việc nhận thức bản thân, đang sống trong thực tại và chấp nhận mọi vấn đề xảy ra. Không phán xét, đánh giá, tích cực hóa hay cố gồng mình xua đuổi. Nếu như ai là Phật tử thì chắc chắn là sẽ còn hiểu rõ cái khái niệm về tránh niệm này hơn mình. Thực ra mình thì cũng theo đạo Phật nhưng mà không phải một Phật tử. Thành ra đôi khi mình cũng không hiểu rõ được cái tránh niệm là như thế nào. Rất thú vị là khi tìm kiếm những nội dung liên quan tới sống với hiện tại thì mình đã khám phá ra cái quan niệm về chánh niệm trong Phật giáo nó cũng trùng với cái ý kiến này và mình rất là mong muốn được chia sẻ dù là người nghe đã biết về chánh niệm hay là chưa. Chút nữa chúng ta cũng sẽ có một cái câu chuyện rất hay liên quan đến Phật giáo về cái cảm giác sống trong hiện tại được các vị tỳ keo thực hiện như thế nào. Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là vậy tại sao sống với hiện tại lại là một điều khó thực hiện đến như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thả hồn mộng tưởng về quá khứ có thể do chúng ta đã có một quá khứ vàng son rực rỡ hết sức đáng nhớ cũng có thể chúng ta đang ôm những nỗi đau khổ của quá khứ trong hiện tại có người thì còn đưa mình bay bổng tới tương lai tới những viễn cảnh tươi đẹp sáng láng mà thực sự nó chưa hiện hữu ở tương lai Vậy thì chắc chắn là có những yếu tố phân tâm đã khiến cho hiện tại của chúng ta bị lu mờ trước quá khứ và tương lai. Vậy điều đó là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Tại sao sống hạnh phúc ở hiện tại lại quá khó khăn? Thứ nhất, sự sao nhãng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta liên tục bị phân tâm bởi internet và mạng xã hội. Bên cạnh đó, công việc và gia đình cũng luôn đòi hỏi chúng ta quan tâm, chăm sóc. Do đó đa số mọi người ít dành thời gian cho bản thân. Thứ hai, thói quen. Suy nghĩ thường xuyên về quá khứ và tương lai là một thói quen phổ biến. Chúng ta thích hồi tưởng về những ký ức tươi đẹp trong quá khứ và đắm chìm giữa các mộng tưởng của một tương lai hứa hẹn. Thứ ba, lo âu. Cuộc sống bận rộn, bộn bề làm con người dễ bất an, lo âu hơn. Bất kỳ thứ gì tác động vào một trong năm giác quan của chúng ta cũng sẽ ngay lập tức kích hoạt một luồng suy nghĩ phòng vệ. Điều này khiến bạn khó tĩnh tâm hơn. Thứ tư, cô đơn. Một số người cảm thấy cô đơn trong môi trường quá yên tĩnh, vì vậy họ tạo ra nhiều tiếng ồn để lấn át cảm giác lạc lõng của chính mình. Tuy nhiên, điều này có thể vô tình khiến đầu óc họ thêm căng thẳng. Thứ năm, chạy trốn bản thân. Nhiều người không hài lòng với bản thân hoặc không dám đối diện với chính mình, vì vậy họ tìm đến nhiều hoạt động khác để tự làm mình phân tâm. Thứ sáu, trốn chạy đau khổ khi chưa tìm được cách giải quyết đau khổ hoặc vượt qua tổn thương trong quá khứ, nhiều người chọn xa dịu những cảm xúc tiêu cực bằng cách sống xa rời hiện tại. Vâng, đó là những lý do hết sức phổ biến khiến cho chúng ta thường bị rơi vào trạng thái là không sống với hiện tại và khiến cho việc sống với hiện tại trở nên khó khăn hơn. Và ngay bây giờ thì mình sẽ xin phép được chia sẻ câu chuyện mà mình đã nói ngay từ đầu về câu chuyện sống với hiện tại của Đức Phật và các tỷ keo họ đã thực hiện như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Trong kinh diễn tả rằng, có lần một vị trời đến hầu Đức Phật, khi thấy các thầy tỷ keo trong tăng đoàn luôn hoan hỉ, mặc dù đời sống tu hành đơn sơ đạm bạc, vị trời hỏi Phật, các vị tu hành đời sống phạm hạnh mỗi ngày chỉ ăn một bữa Tối ngủ dưới gốc cây hoặc ở nơi trú ngụ nhỏ hẹp được làm bằng tre lá Vật liệu thô sơ Sao chồng các vị ấy có vẻ an vui tự tại như thế Xin Thế Tôn cho con được biết Đức Phật đáp Chuyện qua họ chẳng đề lòng Những điều chưa tới họ không mơ màng Hiện thời tâm trí rảnh rang, cho nên họ được nhẹ nhàng thong dong. Khi có nội lực để sống với hiện tại, tâm chúng ta không nuối tiếc về quá khứ, không mơ tưởng chuyện tương lai, cũng không bị giam hãm trong những nỗi lo âu, phiền muộn, giận hờn, do tham sân si thúc bách trong hiện tại, mà sống với nội tâm an tịnh nhờ chánh niệm. Do đó, chánh niệm là sự tu tập để mình đích thực có mặt bây giờ, có mặt ở đây là sự giải phóng cho chúng ta ra khỏi kim tỏa của các tâm lý tiêu cực, vốn hoang dã và bản năng, đưa chúng ta đến khổ đau dai dẳng. Vâng như vậy theo quan điểm Phật giáo thì nếu như chúng ta không thể sống với hiện tại được thì đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta sống trong đau khổ triền miên. Bản thân mình thì cũng có những cái thời điểm mà phải trải qua những nỗi đau trải qua những cái sự đau đớn về thể xác thôi chứ chưa, chưa đến mức độ là đau đớn về mặt tinh thần một cái mất mát gì đấy quá lớn mình kể cái câu chuyện này nó hơi chia sẻ hơi cá nhân một chút nhưng mà mình muốn là các bạn hình dung ra điều này rõ hơn đó là khi mà mình sinh em bé đầu lòng ấy thì mình rất là mong muốn có thể sinh thường mình rất là muốn sinh thường thì con sẽ khỏe và có hệ hô hấp tốt hơn. Mình chấp nhận việc là sinh thường thì có thể đau hơn sinh mổ rất nhiều. Và mình đã phải chịu cái cơn đau ấy 20 tiếng. 20 tiếng thì các bạn tưởng tượng nó như thế nào? Nhiều người sau đó thì thắc mắc là tại sao mà lại chịu đau lâu như thế? Nếu mà đau quá thì phải bảo bác sĩ để mổ ngay chứ. Nhưng thực sự thì mình vẫn nuôi một hy vọng. Và các bạn biết không, khi mà lúc đau đẻ thì người ta sẽ cho vào một cái phòng chờ ấy. Mình chứng kiến ở xung quanh là những người mà người ta đẻ thường ấy. Người ta cũng đau như mình và rồi người ta đã sinh ra những em bé rất là xinh xắn đáng yêu, tiếng khóc oe oe cất lên. Và cái điều đó cổ vũ tinh thần của một người sắp được làm mẹ vô cùng lớn. Mình chỉ nghĩ một suy nghĩ như này, người ta làm được, tại sao mình không làm được? Mình chắc chắn cũng sinh thường được như những bà mẹ kia. Và mình biết rằng là cái niềm hạnh phúc khi được nghe thấy tiếng đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời ấy nó lớn lao vô cùng và mình chấp nhận phút giây này mình đau người kia cũng đau như vậy họ đã qua được phút giây đau đớn để đến được với hạnh phúc vậy thì chắc chắn là cái phút giây đau đớn này của mình rồi nó cũng sẽ qua đi để tới được cái phút giây hạnh phúc và mình chấp nhận sống với cái cảm giác đau như vậy bởi vì mình an ủi chính bản thân mình rằng là chắc chắn rồi cái giây phút này rồi cái nỗi đau này nó sẽ qua đi thôi không có gì có thể trì hoãn được cái phút mà mình được gặp gỡ con mình sắp tới và chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mình để sống với những cái nỗi đau ở hiện tại như vậy mình không kêu ca mình cắn răng chịu đựng nhưng mà cuối cùng thì kết quả là mình vẫn phải sinh mổ các bạn ạ <laughs> và thực sự là đã phải trải qua hai nỗi đau cả sinh đẻ cả sinh mổ trong cái lần sinh em bé đầu tiên như vậy thực sự là không biết nói gì cũng hơi đen <laughs> nhưng mà đó là những cái chia sẻ rất là thật và mình chấp nhận là thôi thì đã đến nước đó rồi thì phải mổ thì phải mổ thôi dù sao đi chăng nữa thì mình chấp nhận hết bất cứ nỗi đau nào lúc đấy chỉ để được đón chào thiên thần bé bỏng đến bên mình bất cứ cái nỗi đau nào ở trên thế gian này khi mà bạn phải nếm trải nó khi mà bạn phải trải qua nó thực sự nó rất đau nó rất đau nhưng mà chúng ta cũng không nên ôm ấp nó quá lâu chúng ta phải tin rằng là nỗi đau đến với chúng ta chúng ta chấp nhận nó để chúng ta vượt qua nó và rồi tất cả những thứ tươi sáng tốt đẹp hơn sẽ chờ đợi chúng ta ở phía sau hiện tại nào rồi cũng sẽ trở thành quá khứ nếu như bạn có nghị lực với cái suy nghĩ như vậy chắc chắn là bạn sẽ vượt qua tất cả mọi nỗi đau kể cả về thể xác và tinh thần Thế còn với những cái niềm vui, những niềm vui thì tất nhiên là nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng sung sướng ở phút giây hiện tại và thậm chí bạn muốn thời gian nó ngừng lại để bạn được tận hưởng niềm vui đó nhiều hơn, dài hơn nữa. Thế thì hãy sống hết mình với hiện tại các bạn nhé. Hãy tận hưởng 100% những cái phút giây ở hiện tại của mình để làm sao mà cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn tràn đầy năng lượng và nó luôn luôn tích cực trong một cái bài viết mà mình sưu tầm được ở trên internet thì người ta cũng chia sẻ tới 8 phương pháp thiền trong chánh niệm để giúp chúng ta có thể thực hành sống với hiện tại tốt hơn. Ở đây thì vì thời gian có hạn mình không kịp đọc hết cho các bạn nghe nhưng mà mình xin phép được nêu tên và cái link bài này thì mình sẽ chia sẻ ở bên dưới để ai có thể quan tâm các bạn tìm đọc nhé. Dưới đây là 8 bài tập chánh niệm cơ bản giúp bạn thực hành sống hạnh phúc ở hiện tại. Thứ nhất, thiền chánh niệm, thứ hai, thiền cảm xúc, thứ ba, thiền đi bộ Thứ tư thiền viết, thứ năm hoạt động chánh niệm, thứ sáu ăn uống chánh niệm, thứ bảy một ngày chánh niệm và thứ tám thiền chánh niệm tĩnh tâm. Nghe rất là thú vị đúng không ạ? Như vậy là bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống của chúng ta nếu như chúng ta đưa cái chánh niệm vào, tức là đưa một cái tư duy rằng sống với hiện tại thì bạn sẽ hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân, làm chủ được cuộc đời mình và làm chủ được cái cảm xúc của mình. ý niệm sống trong khoảnh khắc đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người nhiều công ty đã cho in những câu như vậy lên poster hay là áo phông cổ động nó xuất hiện ở nhiều nơi nhưng đó thực sự là một khái niệm quan trọng và chưa chắc là nhiều người có thể hiểu và vận dụng được nó có thể bạn đã nghe một số câu khác tương tự như là sống như không có ngày mai sống như thể bạn sẽ chết vào ngày hôm nay việc sống trong khoảnh khắc hay sống ở hiện tại cần thực hiện rất nhiều khi bạn học cách sống theo cách này, bạn sẽ có một cuộc sống trọn vẹn hơn và biết trân trọng vẻ đẹp trong mọi hoạt động ở mỗi phút giây trong ngày. Học cách sống trong khoảnh khắc, những ý tưởng sau, hãy dùng chúng như là những gợi ý tốt nhất cho bạn nhé. Thứ nhất, tập trung vào hiện tại. Để sống trong thời điểm này hay sống với khoảnh khắc này, bạn cần tập trung vào hiện tại, tập trung vào những gì bạn đang làm, ví dụ như là tắt tivi, tắt máy tính chạy chậm lại và thưởng thức món quà người khác mang đến. Sống trong hiện tại bằng cách thực hành chánh niệm giúp giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, giảm huyết áp và có những tác động có lợi về thể chất và tinh thần. Làm được như vậy bạn sẽ trở thành những người có đầu óc thường an toàn hơn, có lòng tự trọng cao hơn và hạnh phúc hơn. Hãy tận hưởng mọi thứ và tận hưởng cuộc sống trong khoảnh khắc, cho dù đó là ăn một bữa ăn, uống một tách cà phê hay đi bộ đến cửa hàng khơi gợi niềm hạnh phúc và những cảm xúc tích cực khác. Thứ hai, chú ý tới những điều nhỏ. Để ý đến thế giới xung quanh bạn, những điều nhỏ nhặt và hãy tỏ lòng biết ơn. Sống cho hiện tại là để ý đến những điều nhỏ nhặt sẽ giúp bạn trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm tích cực. Ví dụ như khi ăn kem, thổi bong bóng hoặc nghe nhạc. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trong cảm nhận của bạn. Thứ ba, nụ cười nếu bạn muốn biết mình sống như thế nào trong thời điểm này bạn chỉ cần nhìn vào gương và mỉm cười nụ cười nó có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn việc để mặt đơ sẽ có ảnh hưởng đến cảm giác của chúng ta có một mối liên hệ trong tâm trí chúng ta giữa cách chúng ta cảm thấy và cách chúng ta phản ứng nếu chúng ta cảm thấy hạnh phúc chúng ta mỉm cười nếu chúng ta cười điều đó khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc khuôn mặt của chúng ta truyền đạt trạng thái tâm trí của chúng ta với người khác và với chính mình. Vì vậy, hãy mỉm cười. Nó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn và giúp bạn trân trọng cuộc sống trong thời điểm này. Và một trong những cuốn sách mà mình đã từng đọc truyền lại cái thông điệp sống với hiện tại một cách sâu sắc nhất đó chính là Đánh thức đam mê của Naomi Simpson. Và mình sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách này sau một ít phút nữa. bạn yêu sách đam mê giọng đọc bạn là một fan của podcast be the storyteller vậy thì đừng quên ủng hộ kênh podcast phi lợi nhuận này của chúng tớ bằng cách rất đơn giản đó chính là hãy truy tìm người gieo hạt trên facebook hoặc search người gieo hạt chấm biz trên facebook để tìm thấy tiệm sách vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tớ và sẽ tìm được tất cả những cuốn sách hay đang được review trên kênh này cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và đồng hành cùng kênh be the storyteller xin kính chúc các bạn một ngày vui vẻ Ngay từ những dòng gần như là đầu tiên của cuốn sách thì Naomi Simpson đã chia sẻ như thế này. Tôi yêu cách người ta nhìn vào mặt tích cực trong cuộc đời, không lẩn quẩn với những điều tiêu cực. Tôi luôn luôn có sự thôi thúc phải nhắc nhở cho mọi người rằng, cứ vui vẻ, hãy đặt điện thoại thông minh xuống và tận hưởng hiện tại cũng tốt. Tất cả công cuộc mưu cầu hạnh phúc này chỉ đang tạo thành bất hạnh mà thôi. Bạn nhớ nhé, hôm nay là ngày tốt nhất trên đời để giác ngộ. Hạnh phúc ở ngay quanh bạn. Bạn sẽ thấy nếu bạn sống với thực tại, Điều này đã dẫn dắt tôi lựa chọn công việc và cả công ty tôi sáng lập. Và ở những trang tiếp theo thì Naomi Simpson đã chỉ ra 5 cách để sống hạnh phúc. Một trong những yếu tố đó chính là yếu tố đầu tiên, sống với hiện tại. Xin được trích dẫn cả 5 cách sống hạnh phúc sau đây. 5 yếu tố cơ bản của cuộc sống hạnh phúc đã được New Economics Foundation khảo chứng. 1. Gắn kết với mọi người xung quanh bạn, sống với hiện tại. 2. Năng động, đi dạo, chơi trò chơi. 3. Lưu tâm, tò mò chuyện diễn ra quanh bạn. 4. Không ngừng học hỏi, thử cái mới. 5. Cho đi, làm việc tốt cho một người bạn hay một người lạ. Vâng, nếu như chúng ta có cơ hội, chúng ta hãy thử áp dụng 5 cách sống hạnh phúc này xem bởi vì đây là những cách sống hạnh phúc mà đã được khảo chứng các bạn ạ và chắc chắn rằng nó sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực đối với cuộc sống của chúng ta đấy. Naomi Simpson là một cái tên khá là ấn tượng trong giới kinh doanh của Úc. Bà là một shark trong chương trình shark tanh nổi tiếng ở kênh truyền hình Úc và bà cũng là một người phụ nữ đầy quyền lực trong giới kinh doanh Úc. Chủ sở hữu của công ty Red Bullen, một công ty chuyên về công nghệ. Phụ nữ mà làm công nghệ thì chắc chắn là rất cá tính đúng không các bạn? Nhưng mà qua cái cuốn sách này, nghe bà chia sẻ thì chúng ta mới thấy rằng là người phụ nữ này thành công rất muộn. Ở tuổi 37, bà mới bắt đầu thành lập công ty riêng và thậm chí là bà cũng phải trải qua rất nhiều những khó khăn, những vất vả và những lần thất bại giống như bất kỳ một người, giống như bất kỳ ai lần đầu khởi nghiệp. Tuy nhiên thì vượt qua tất cả, Naomi Simpson giờ đây đã trở thành biểu tượng phụ nữ thành đạt ở nước Úc và bà đã viết ra những cuốn sách để chia sẻ những bí quyết thành công của mình để giúp cho những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn gái có thể có cơ hội thành công trong những lĩnh vực mà mình đam mê giống như bà. Và Đánh thức đam mê là một trong những cuốn sách bestseller mà mình đã rất là thích ngay từ khi đọc nó. Một trong những quan điểm mà xuyên suốt cuốn sách này mình muốn gửi thông điệp tới tất cả các bạn, đó chính là sống với hiện tại. Và chính ở cuốn sách này mình cũng đã lần đầu biết đến quan điểm này, cách đây khoảng hơn một năm. Ngay bây giờ thì mình sẽ xin tiếp tục chia sẻ một cái đoạn trích khác trong sách, những cái tư duy liên quan tới sống với hiện tại. Nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ của chúng ta là một cân nghiện nghiêm trọng Thực ra tôi là người luôn luôn ủng hộ sống với hiện tại. Tôi đã viết vô số bài và blog về việc tắt công nghệ. Vì lý do này, công nghệ, trong khi rất tuyệt vời vì kết nối chúng ta, cũng có thể ngắt kết nối của chúng ta với khoảnh khắc hấp dẫn trong đời thường. Vâng, rõ ràng là trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 như thế này thì công nghệ quả là có một cái sức mạnh vũ bão thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta cộng hưởng thêm với đại dịch Covid-19 nữa thì chúng ta dường như là hoàn toàn phụ thuộc vào công nghệ. Bạn có thể tưởng tượng được một ngày nào đó mà bạn sống nếu như thiếu đi các thiết bị như là di động này, hay là internet này, hay là máy tính laptop. Vâng, tôi thì không thể nào mà tưởng tượng ra được mình sẽ sống như nào ở cái xã hội bây giờ ấy, với việc mà không có những cái thiết bị đó. Rõ ràng là chúng ta sẽ vô cùng lạc hậu. Tuy nhiên thì Facebook và mạng xã hội và internet dường như đã chiếm quá nhiều thời gian của chúng ta chúng ta dường như trở thành những người sống với những thứ mình thích chứ không phải với những thứ mình cần nữa nếu như chúng ta quay trở lại xuất phát điểm với những nhu cầu cá nhân à, thỏa mãn được những cái nhu cầu tối thiểu của cuộc sống thì chắc hẳn internet cũng không còn quá cần thiết với chúng ta có lẽ chỉ phục vụ cho cái cuộc sống trong cái thời bình thường mới này khi mà chúng ta phải học online làm việc online còn lại thì những cái thông tin khác ở trên mạng xã hội ngày nay dường như là vô cùng tràn lan. Và nếu như bạn cứ theo đuổi với những cái suy nghĩ được dẫn dụ bởi các nhà mạng như vậy thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng là đánh mất mình trong hiện tại. Và Naomi Simpson đã đưa ra một khái niệm đó là một cuộc sống hòa hợp các bạn ạ. Có lẽ là chúng ta cần phải tìm cách để cân bằng tất cả mọi thứ đúng ạ? Vì công nghệ không còn có thể tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta nữa, nhưng làm sao để có thể sống với những phút giây hiện tại, để có thể phá bỏ rào cản mà công nghệ đã vô hình xây nên giữa người với người trong chúng ta? Trên blog naomisimpson.com, tôi từng viết một bài có nhan đề Những bài học dành cho tôi thời trẻ. Một điều tôi nhắc đến trong đó là chậm lại. Thời trẻ tôi luôn trong cơn hối hả, và nay tôi vẫn còn khuynh hướng này. Tôi khó lòng thả lòng và thư thả, Bây giờ, tôi không định bảo bạn ngồi im bất động. Ý tôi là hãy cố gắng thưởng lãm mùi hương đóa hồng trên đường đi của bạn. Đúng là tôi đã gia nhập đời sống đại học và lấy được tấm bằng cử nhân sau 3 năm, nhưng tôi không cảm thấy mình đã khám phá hết thời đi học ấy. Làm việc đa nhiệm là một khuyết điểm khác nữa của cuộc sống công việc. Làm sao có được sự cân bằng ở đây, trong khi cân bằng được thiết lập phần lớn quanh một khoảng thời gian sắp đặt cố định? thì một cuộc sống hòa hợp là chú trọng nơi bạn đang ở hiện tại. Tóm lại, khi nào bạn đang ở nhà, nghĩa là bạn thực sự toàn tâm toàn trí ở nhà. Đừng kích động bộ não bằng cách bật điện thoại di động 24 trên 7 hay vừa ăn vừa kiểm tra email. Các danh giới là những lần đánh đổi. Và doanh nhân rất giỏi thương lượng đánh đổi. Hãy cho phép đánh đổi xuất hiện trong đời bạn. Vâng có một cái ví dụ tích cực và gần gũi hơn nữa mà Naomi Simpson đưa ra trong cuốn sách, đó là khi mà cô dành thời gian cho con gái mình. Rõ ràng cô là một doanh nhân thì công việc vô cùng bận rộn và thời gian là điều mà có lẽ rất là uh, có hạn đối với những người bận rộn như vậy. Nhưng mà cô con gái bé bỏng thì vô cùng cần cái sự quan tâm, tình cảm chân thành từ người mẹ các bạn nhé. Mình nói chân thành là bởi vì có những bà mẹ ngày nay quá bận rộn với công việc của mình và họ thường đam mê công việc tới mức mà khi con cần mình họ cũng sẵn sàng là gác con lại một bên có thể là nhờ bà nhờ người giúp việc trông nom con mình để mình được có cái thời gian đấy mình giải quyết công việc ấy và gần đây thì khi mình xem tv thời sự cũng phản ánh rằng cái việc mà các cháu đang phải học online bây giờ cũng khiến cho cha mẹ stress rất nhiều vì bố mẹ phải cân bằng giữa thời gian làm việc và thời gian chăm sóc các con nhiều phụ huynh không toàn tâm toàn ý cho việc giúp đỡ các con học online. Thực ra học online đã là một cái thiệt thòi và vất vả rất nhiều đối với các con rồi. Tuy nhiên thì phụ nữ lại cần phải hoàn thành những công việc khác trên cơ quan nữa. Chính vì vậy nên là quỹ thời gian của chúng ta dường như trở nên eo hẹp hơn rất nhiều và bài toán ở đây là các bạn hãy cố gắng dành thời gian 100% với con khi con đang học chứ đừng vừa giúp con học bài lại vừa tranh thủ giải quyết việc cá nhân, việc cơ quan của mình để tới mức độ là chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian không hiệu quả. Công việc có thể vẫn dở dang mà việc con học cũng có thể không được như ý muốn, thậm chí các bạn sẽ cảm thấy là con đang làm phiền mình với việc mình giải quyết công việc và bạn quay ra bạn cáu kỉnh với đứa trẻ. Thì cái phóng sự mà mình xem ấy, họ cũng đã khuyên rằng là phụ huynh nên dành thời gian chất lượng cho con hơn là dành cho con 8 tiếng một ngày, nhưng mà vừa giải quyết việc cơ quan lại vừa giải quyết việc của con, khiến cho cả hai việc đều không thuận lợi và thời gian dành cho con nó kém chất lượng đi. Chính vì thế nên chúng ta cần phải sắp xếp thời gian sao cho khoa học và khi đã dành thời gian cho một việc này thì hãy toàn tâm toàn ý cho việc đó thì hiệu suất của công việc nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Và câu chuyện cuối cùng, phần trích dẫn cuối cùng mà mình muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn đó là cái phần trích dẫn Điều gì làm con người hạnh phúc? Naomi Simpson đã có một cái phần trình bày đầy thuyết phục lay động người đọc hãy liên tưởng tới cuộc sống hiện tại của chính mình và có những cái suy nghĩ giúp họ thay đổi. Điều gì làm con người hạnh phúc? Gần đây, Red Poland đã tiến hành khảo sát gần 2.000 người Úc tìm hiểu những việc khiến họ hạnh phúc. Kết quả là con số ấn tượng 95% số người sống hết mình với hiện tại nhìn chung rất hạnh phúc. Điều này tuyệt đối khác biệt với những người không sống hết mình, chỉ không quá 47% người thừa nhận hạnh phúc. Kết quả này cho thấy bạn có thể nhân đôi cơ hội hạnh phúc chỉ cần sống chậm lại và trân trọng những điều xung quanh mình. Cũng đừng tin lời chúng tôi hoàn toàn mà không đích thân kiểm chứng, hãy chứng minh nghiên cứu bằng kết quả của bạn. Để sống 100% năng lượng với phút giây hiện tại thì chúng ta cũng cần nhắc nhở tới một yếu tố có tên là sự tập trung. Và trong cái phần tiếp theo này thì Naomi Simpson cũng đã phân tích đến yếu tố đó. Theo Trung tâm Quốc gia về thông tin công nghệ sinh học thuộc thư viện y khoa quốc gia Mỹ, mức độ tập trung trung bình của một người đã giảm từ 12 giây trong năm 2000 xuống còn 8 giây trong năm 2013. Một chú cá vàng có độ tập trung là 9 giây. Như vậy thậm chí là độ tập trung của chúng ta còn thua cả một chú cá thôi các bạn câu hỏi lớn là bạn có thể làm gì để ngăn cản điều này chúng ta vốn nghĩ email gây gián đoạn sự tập trung của chúng ta bây giờ những thiết bị thông minh đang dẫn dắt hành vi của con người vâng câu chuyện lại xoay quanh những thiết bị thông minh phải không nào thông tin lúc nào cũng trong tầm tay của bạn và chúng ta sử dụng các ngón tay thay vì bộ não để tìm kiếm không thiếu thứ gì tự tôi cũng biết nó là một chứng nghiện rất khó cắt các thiết bị đi tôi đã và đang khuyến khích mọi người tiến hành cho thử thách 21 ngày không sử dụng một thiết bị khi có mặt người khác. Bạn sẵn sàng thực hiện chứ? Hãy cùng người thân yêu của bạn làm đôi điều hôm nay và nhớ để điện thoại của bạn ở nhà. Người hạnh phúc sống trong hiện tại Trước đây tôi thường hối hả di chuyển từ cuộc hẹn này sang cuộc hẹn khác bằng taxi. Vừa ngồi vào trong xe tôi kiểm tra tin nhắn điện thoại ngay. Khi tài xế hỏi thăm, một ngày tốt đẹp chứ? Tôi dừng lại tán gẫu và hỏi ông về các vấn đề hiện trạng của đất nước. Ông ấy phản nàn rằng Đa số con người quá bận rộn với điện thoại di động nên chẳng trò chuyện nhiều. Tôi chào tạm biệt và cảm ơn bác tài xế, ghi nhớ cảm giác tuyệt vời khi tán gẫu, là nghe quan điểm của người khác. Tôi lại băn khoăn, mình đã bỏ lỡ những gì vì mải cắm mặt vào điện thoại di động. Có lẽ bây giờ, tài xế taxi cũng khá cô đơn nếu khách hàng không còn là đối tượng để trò chuyện nữa. Khi máy bay hạ cánh, một loạt tiếng chuông tinh tinh đồng thời vang lên từ những chiếc điện thoại di động trong khoang, đòi chủ nhân chú ý đa số các doanh nhân có vẻ hoàn toàn nghiện điện thoại gần đây một người bạn của tôi kể anh ta nằm ngoài vùng phủ sóng trong nhiều giờ liền vì tham dự một cuộc họp kéo dài cả ngày phản ứng anh ta nhận được lúc quay về thế giới công nghệ thông tin là điện thoại của anh bị sao vậy mọi người rất mong đợi nếu họ gửi đi một tin nhắn hồi đáp phải đến ngay lập tức tôi cũng ngoài vùng phủ sóng trong hai ngày tuần này không email điện thoại tin nhắn hay internet mặc dù khi quay về Tôi có cả đống email và tin nhắn tồn đọng, nhưng khả năng giao tiếp của tôi với người khác trở nên cực kỳ hiệu quả vì tôi đã toàn tâm tập trung vào nhiệm vụ đó trong thời gian tôi hiến dâng cho nó. Có phải hành vi giao tiếp tức thì này thực sự trao cho chúng ta cơ hội hoàn thành công việc tốt nhất có thể? Bao nhiêu email hay tin nhắn văn bản bị soạn qua loa vội vàng, cuối cùng thành ra bị hiểu sai hoặc chưa hoàn chỉnh. Chúng ta có đang thực sự sống trong hiện tại? một ngày khác khi xe taxi đi ngang qua trạm chờ xe buýt của tôi tôi nhận thấy hầu hết người đứng đó đang kiểm tra điện thoại di động thậm chí không nhận biết sự tồn tại của những người xung quanh họ cảnh tượng này làm tôi băn khoăn trong sự hối hả kết nối này có phải chúng ta không còn thực sự nhìn vào người xung quanh những người cung cấp dịch vụ cho chúng ta hoặc thuộc cộng đồng của chúng ta những ngày này khi được hỏi làm cách nào chị giải quyết tốt tất cả trách nhiệm khác nhau của mình đáp án của tôi đơn giản thôi hãy thật sự sống trong thực tại những công cụ chúng ta sử dụng tuyệt vời biết bao điện thoại di động máy tính bảng và thậm chí kính google nhưng những thiết bị này chỉ là công cụ chúng không phải là cuộc sống trên thực tế những màn hình này đang đứng chắn giữa thế giới thực và chúng ta ngăn cản chúng ta trải nghiệm những chuyện lý thú đang diễn ra chúng ta đang bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì chúng ta mải miết nhìn vào điện thoại di động Hình như có một ứng dụng đo lượng thời gian bạn kiểm tra điện thoại mỗi ngày, thật đáng sợ. Hãy tắt điện thoại di động, cho phép mình được sống trong thực tại với bất cứ ai đang ở bên bạn, bất kể họ là đồng sự, gia đình hay bạn bè. Vâng, thực sự là câu chuyện cuộc sống và công nghệ không còn xa lạ gì ở các nước phát triển và nó cũng là một trào lưu một làn sóng trong cái uh, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tràn vào nước ta và thế hệ trẻ ngày nay ngay cả những bạn nhỏ rất nhỏ uh, như là con gái của mình bây giờ khoảng 8-9 tuổi các bạn ấy cũng đã bắt đầu có cái thói quen sử dụng điện thoại di động hay là ipad và mình vô cùng lo lắng khi mà có những cái giờ phút Cả bốn thành viên trong gia đình mỗi người ngồi một góc và ôm một thiết bị điện tử. Điều đó vô cùng đáng sợ, một cái sự im lặng, mỗi người sống trong một không gian riêng và dường như chúng ta trở nên xa cách. Đến một lúc nào đó chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc khi những cái thời điểm mà chúng ta được ở bên nhau lại bị công nghệ cướp đi mất. Và chính vì điều đó mình đã ra một cái quy định trong gia đình mình đó là trong khoảng thời gian nào thì các con được sử dụng các thiết bị điện tử. Còn trong khoảng thời gian nào thì gia đình cần phải dành thời gian cho nhau để cùng trò chuyện, chúng ta phải tăng tương tác giữa người với người để làm sao cuộc sống của chúng ta trở nên chất lượng, gần gũi và chân thật cảm xúc hơn. Vâng, số podcast thứ 15 ngày hôm nay chia sẻ nội dung sống với hiện tại, đến đây là kết thúc rồi. Nếu như yêu thích chủ đề này cũng như là mong muốn sở hữu cuốn sách đánh thức đam mê của Naomi Simpson, hãy truy cập tiệm sách người gieo hạt bằng cách search trên Facebook người hạt chấm biz bạn có thể tìm thấy tiệm sách nhỏ của chúng mình và ở đó bạn sẽ tìm được tất cả những cuốn sách hay được review trên kênh be the storyteller này cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại